cho các em. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là những tài nguyên quý giá, là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quan trọng trong đời sống và công nghiệp. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là dầu mỏ và khí thiên nhiên, nhiên liệu. Đây là nội dung chính của chủ đề này. Quan sát mẫu dầu mỏ kết hợp với hiểu biết của mình, các em có nhận xét gì về trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước của dầu mỏ? Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Đây chính là tính chất vật lý mà các em cần ghi nhận lại. Dầu mỏ có trạng thái tự nhiên và thành phần như thế nào? Dầu mỏ có ở đâu? Trong đất liền hay dưới biển sâu? Các em hãy chọn đáp án đúng. Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung ở sâu. A. Dưới biển. B. Trong khí quyển. C. Trong không khí. D. Trong lòng đất. Lựa chọn chính xác là D. Trong lòng đất. Có thể trong đất liền hoặc là ở dưới biển. Mỗi dầu có bao nhiêu lớp? Tên của mỗi lớp. Thành phần chính của các lớp này. Các em quan sát hình cấu tạo của dầu mỏ. Chúng ta thấy mỏ dầu thường có 3 lớp. Lớp khí ở trên được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành. Thành phần chính của khí mỏ dầu là mê tan. Lớp dầu lỏng có hòa tan khí ở giữa, đó là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác. Dưới đáy mỏ dầu là một lớp nước mặn. Tóm lại, trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn ở sâu trong lòng đất tạo thành các mỏ dầu. Mỏ dầu thường có 3 lớp. Lớp khí, lớp dầu lỏng có hòa tan khí và lớp nước mặn. Chú ý, dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon. Dầu mỏ được khai thác như thế nào? Các em quan sát hình mô phỏng sau. Chúng ta thấy, để khai thác dầu mỏ, người ta khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng, còn gọi là giếng dầu. Ban đầu, dầu tự phun lên do áp suất dưới mỏ dầu cao hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất giảm, người ta bơm khí hoặc nước xuống đẩy dầu lên. Từ dầu mỏ chúng ta có các sản phẩm gì? Các sản phẩm từ dầu mỏ sẽ thu được qua quá trình chưng cất. Khi chưng cất dầu mỏ, các sản phẩm được tách ra ở những khoảng nhiệt độ khác nhau. Quá trình này diễn ra trong tháp chưng cất. Sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm. Tầng trên cùng, chúng ta thu được khí đốt, hay còn gọi là petroleum gas. Khí dầu mỏ hóa lỏng, thành phần chủ yếu gồm propan C3H8 và butan C4H10. Được dùng làm nhiên liệu cho các hộ gia đình hoặc là trong công nghiệp. Tiếp theo là xăng. Xăng được dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong như là xe máy, ô tô, máy cắt cỏ, vân vân. Dầu thấp hay còn gọi là dầu lửa, dầu hỏa. Ngày xưa được dùng làm nhiên liệu cho đèn dầu. Ngày nay, dầu hỏa nặng được dùng làm nhiên liệu cho máy bay phản lực. Dầu diesel cũng là một nhiên liệu lỏng, nặng hơn dầu hỏa và xăng, được dùng cho động cơ diesel. Dầu mazut hay còn gọi là nhiên liệu đốt lò, được sử dụng cho các nồi hơi trong nhà máy điện, tàu, hoặc là các nhà máy công nghiệp.
Lớp cuối cùng là nhựa đường. Lượng xăng thu được khi chưng cất dầu mỏ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Sử dụng phương pháp racking để tăng lượng xăng. Nhờ phương pháp racking, lượng xăng thu được chiếm khoảng 40% khối lượng dầu mỏ. Như vậy, bằng cách chưng cất dầu mỏ, người ta thu được xăng, dầu hỏa và nhiều sản phẩm khác. Để tăng thêm lượng xăng thì người ta dùng phương pháp racking. Phần 2. Khí thiên nhiên. Tiếp tục tìm hiểu về khí thiên nhiên bằng cách làm sáng tỏ 3 vấn đề sau. Khí thiên nhiên được tìm thấy ở đâu? Thành phần như thế nào? Ứng dụng là gì? Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu là metan, được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. Để khai thác khí thiên nhiên, người ta khoan xuống mỏ khí, khí sẽ tự phun lên do áp suất ở các mỏ khí lớn hơn áp suất khí quyển. Bên dưới là biểu đồ biểu diễn hàm lượng metan trong khí thiên nhiên và trong khí mỏ dầu. Trong khí thiên nhiên, 95% là metan, còn trong khí mỏ dầu thì khoảng 75% là khí metan. Ghi nhận lại, khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. Vậy, nhiên liệu là gì? Quan sát sự cháy của một số nhiên liệu. Các em thấy các chất này khi cháy có hiện tượng gì? Các chất này khi cháy đều tỏa nhiệt và phát sáng. Các chất như thế được gọi là nhiên liệu. Nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. Đó là nội dung các em cần ghi nhớ. Nhiên liệu được phân loại như thế nào? Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại: nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí. Với nhiên liệu rắn, gồm than mỏ, gỗ và các loại khác. Xét quá trình hình thành than mỏ. Chúng ta thấy than mỏ được hình thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy dần trong hàng triệu năm. Thời gian phân hủy càng dài, than càng già và hàm lượng carbon trong than càng cao. Than mỏ có 4 loại: than gầy, than mỡ, than non và than bùn. Than gầy là loại than già nhất, chứa trên 90% carbon, khi cháy tỏa nhiều nhiệt, được dùng làm nhiên liệu cho ngành công nghiệp. Than mỡ chứa ít carbon hơn than gầy, dùng để luyện than cốc. Than non cũng chứa ít carbon hơn. Than bùn được tạo thành ở đáy các đầm lầy, được dùng làm chất đốt tại chỗ và làm phân bón. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng carbon trong các loại than. Trong các loại than, hàm lượng carbon càng cao thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn. Thứ hai, gỗ. Gỗ là loại nhiên liệu cổ xưa. Song việc sử dụng gỗ làm nhiên liệu gây lãng phí rất lớn nên ngày càng bị hạn chế. Hiện nay, gỗ chủ yếu được sử dụng làm vật liệu trong xây dựng và nguyên liệu cho công nghiệp giấy. Tóm lại, nhiên liệu rắn gồm than mỏ, than gầy, than mỡ, than non, than bùn, gỗ, vân vân. Thứ hai, nhiên liệu lỏng. Nhiên liệu lỏng bao gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như là xăng, dầu hỏa, vân vân, và rượu như là cồn.
Nhiên liệu rỗng được dùng chủ yếu cho các động cơ đốt rong, đun nấu và thắp sáng. Đây là một số động cơ đốt rong sử dụng nhiên liệu lỏng là xăng và diesel. Ba, nhiên liệu khí. Nhiên liệu khí gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. Có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn, ít gây độc hại cho môi trường. Được sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp. Một số ứng dụng của nhiên liệu khí. Ghi nhận lại. Nhiên liệu khí gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, vân vân. Đây là biểu đồ biểu diễn năng suất tỏa nhiệt của một số nhiên liệu thông thường. Chúng ta thấy khí thiên nhiên có năng suất tỏa nhiệt cao nhất. Vậy sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả? Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn, sẽ vừa gây lãng phí, vừa làm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, khi sử dụng nhiên liệu, chúng ta phải sử dụng hiệu quả bằng cách phải làm thế nào để nhiên liệu cháy hoàn toàn, đồng thời tận dụng được nhiệt lượng do quá trình cháy tạo ra. Muốn vậy, cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất, cung cấp đủ không khí hoặc oxy cho quá trình cháy, thổi không khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió. Như ví dụ ở đèn dầu A và đèn dầu B, thì trường hợp B đèn sẽ cháy sáng hơn, ít mùi than hơn, vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn do chụp đèn có dạng ống cao. Thứ hai, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxy. Trộn đều nhiên liệu khí lỏng với không khí, chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than khi đốt cháy. Thứ ba, duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Điều chỉnh lượng nhiên liệu phù hợp nhằm tận dụng nhiệt lượng do sự cháy. Khi đun nấu, chú ý điều chỉnh ngọn lửa vừa phải và để ý kích thước nồi. Tóm lại, cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả là cung cấp đủ không khí, oxy cho quá trình cháy, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxy, duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng. Kết thúc chuyên đề, các em ôn tập lại kiến thức cơ bản của chương hydrocarbon nhiên liệu với các nội dung phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, phân loại hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon, viết công thức cấu tạo dạng mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng. Về metan, cần nắm tính chất vật lý, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế, tương tự cho ethylene. Và cuối cùng là các thông tin liên quan đến dầu mỏ và khí thiên nhiên, nhiên liệu. Chúc các em học tốt!